vị và các bạn thân mến, thời gian qua, cùng với nhiều lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hội An đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm căng mình cắm chốt, làm nhiệm vụ tại các khu cách ly phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 và ngày truyền thống Công an nhân dân 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8. Mời quý vị và các bạn cùng xem phóng sự sau. Đây là hình ảnh một chốt chặn phòng dịch tại ngã tư Thương Tín, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Hà, thành phố Hội An. Chốt nằm trên tuyến đường giao thông từ Hội An lên huyện Điện Bàn để ra thành phố Đà Nẵng, nên mỗi ngày lượng người, phương tiện và hàng hóa thiết yếu qua lại khá nhiều. Thì chúng tôi quyết tâm là ngày đêm bấm chốt để giữ vững, không cho người từ bên ngoài vào và không cho người từ vùng có dịch đến Hội An, để góp phần ngăn chặn và dập dịch trên địa bàn thành phố. Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Riêng từ khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, tại 5 chốt phòng dịch của thành phố, Công an Hội An phối hợp cùng lực lượng chức năng thường trực kiểm soát phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông. Mọi người dân và phương tiện ra vào thành phố đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế, khử trùng trong trường hợp cần thiết và kiểm tra đối chiếu kết quả xét nghiệm dịch bệnh. Bên trong thành phố, công an các xã phường bố trí các chốt cứng và tổ công tác cơ động 24/24 giờ để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng dịch. Tôi thấy rất là nhiều áp lực, cả ngày cả đêm 24/24. Cũng có một số người họ chấp hành, nhưng mà có một số người họ cũng kiểu bức xúc, rồi anh em thấy cũng áp lực lắm, nắng mưa rồi đủ thứ hết trơn. Mình thấy anh em họ cũng làm hết mình đó để ngăn chặn dịch, chứ còn mà không, nếu như không làm lây lan tùm lum hết cũng mệt. Không chỉ thực hiện các chốt chặn, lực lượng công an còn phối hợp giám sát những trường hợp người về từ các địa phương có dịch đưa vào các khu cách ly tập trung, triển khai các tổ kiểm tra giám sát, tuần tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm công tác phòng dịch, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa liên quan đến dịch bệnh. Hiện nay trên địa bàn thành phố, mặc dù tình hình an ninh trật tự ổn định, nhưng cái tiềm ẩn nhiều vấn đề cũng phức tạp. Cho nên chúng tôi vừa là phòng chống dịch, vừa tăng cường công tác phòng chống tội phạm. Thông qua đây thì cũng mong rằng bà con, nhân dân Hội An, cấp ủy chính quyền là cố gắng tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ lực lượng công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không kể ngày đêm, lực lượng công an thành phố luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, xung kích, tình nguyện bám sát vị trí, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.